Emry xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên góc đường Trần Bình Trọng với Trần Phú đây. Thì bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 8:50 rồi. Ngày 20 tháng 10. Emry cũng xin kính chúc các quý chị có ngày lễ 20 tháng 10 thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Thì hiện tại thì Ri đang khu vực là chợ hoa Hồ Thị Kỷ đây. Thì không biết là nhân cái dịp 20 tháng 10 này thì khu vực chợ hoa này kinh doanh sầm uất như thế nào, nhộn nhịp ra sao, khi mà tình hình kinh tế thì đến cuối năm 2023 thì đa số là các nơi đều gọi là phá sản và mặt bằng thì phải nói là đóng cửa, không có người thuê. Tuy nhiên thì nói vì nói thì một năm mới có một ngày 20 tháng 10 một lần, thì không biết là các anh sẽ chuẩn bị cho các chị như thế nào. Để biết tình hình đó thì Ri cũng xin mời cả nhà mình cùng cả nhà mình sẽ cùng Ri tham quan cái ngôi chợ Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, để mình biết được là các anh có gọi là sôi động, thân hái, nhiệt tình không. Thì ở đây mình thấy hoa quá trời hoa luôn nè cả nhà mình. Ở đây ha, mình vào chỗ chợ Hồ Thị Kỷ rồi. Chợ Hồ Kỷ thì có hai hướng vào. Một cái hướng thứ nhất là đường Trần Bình Trọng vào. Và cái hướng thứ hai đó là đi từ đường Lý Thái Tổ vào. Thì ở đây thì thấy các chị cũng đang cắm hoa. Hoa đây thì thấy nhiều. Nhưng mà tình hình ở đây thì buổi sáng này thì cũng không thấy gọi là các anh gọi là shipper canh giao hàng rồi chở hoa. Khi cũng canh cái giờ này là giờ vàng, khi mà sáng đi thì khoảng 9 giờ bắt đầu người ta sẽ giao hoa đến văn phòng, công ty hay là đến những cái nơi mà các chị đang làm việc. Cho nên là đây thì khi thấy đây cũng có một anh đến đây gọi là đặt hoa nè, rồi đang nhận bill ha. Tình hình bây giờ thì ở đây thì cũng thấy rồi, đến đoạn này thì thấy bắt đầu xâm tụ một chút rồi đó cả nhà mình. Đó thì chạy lên đây thì gần như là tất cả các cửa hàng hoa thì hôm nay nè, thấy anh đang chở hoa nè. Các cửa hàng hoa thì hôm nay thì đều nhộn nhịp hết ha. Đó thì gọi là một năm có một ngày mà buôn bán xâm tụ đây. Đó thì thấy đây cái anh trai này cũng đang gọi là mua hoa đây để tặng cho gọi là người phụ nữ yêu quý của mình. Đó thì đây gia đình chúng ta thấy là nhiều mẫu hoa rất là đẹp ha. Nhìn phải nói là có không khí trở lại, tại vì quý cô bác anh chị biết rồi, thì tình hình kinh tế thì càng cuối năm thì kinh tế càng khó khăn, cho nên là cái việc mua bán hoa gần như là một cái gì đó nó rất là xa xỉ và gần như là không được nhiều người quan tâm. Bây giờ thì cơm áo gạo tiền ăn còn không có nữa, thì tiền hoa thì cái này thì nó hơi xa vời với bà con chúng ta, cho nên là họ ít quan tâm. Nhưng mà đặc biệt những ngày lễ này thì đây là cũng cái cơ hội để mà những cái shop hoa người ta lấy vốn lại trong những cái ngày mà gọi là bán chậm ha. Đây thì gia đình chúng ta thấy cũng có nhiều anh trai đến đây để chọn, đây chọn nhiều mẫu hoa để tặng cho người thương yêu của mình. Đây thì rất là tuyệt vời ha. Đến đây thì thấy có không khí của ngày 20 tháng 10 ngay. Nó vào chợ ha. Giờ này thì gần như là tất cả các shop hoa thì luôn luôn chuẩn bị những cái đó hoa thật là tươi như thế này đây. Để mà chuẩn bị sẵn cho các anh. Khi mà khách người ta đến thì có thể người đặt theo yêu cầu. Có thể là người ta chọn sẵn những cái mẫu mà shop hoa đã cắm sẵn như thế này đây. Thì mình mang về ha, mua về tặng cho những người gọi là người mẹ, người vợ, rồi những người trong gia đình mình, thì đó cũng là một điều rất là tuyệt vời đấy. Đi càng lên đây thì đi thấy là càng xâm tụ ha. Hôm nay thì gần như là tất cả các shop hoa đều cắm hoa rất là nhiều, chuẩn bị cho những cái dịp lễ này 20 tháng 10 đây. Đâu cũng là hoa ha. Quá trời luôn đây. Đây thì nhìn là hấp dẫn luôn, rất là tươi, một màu vàng. Không chỉ là
hoa thì đa số hoa hồng thì màu đỏ là màu chủ đạo, nhưng mà hiện tại thì tùy cái gu, cái gam của mỗi người nữa, cho nên là màu hồng này, màu tím này, rất là nhiều màu luôn để chọn lựa. Thì những ngày này thì đây sum tụ, rất là sum tụ luôn đó. Thì gia đình mình thấy là kể cả những ngày này thì nhân viên cũng đông hơn nữa so với ngày thường. Ngày thường thì một shop một hai nhân viên người ta thôi, nhưng mà những ngày hôm nay thì họ sẽ tăng cường nhân viên lên để mà kêu gọi khách nè, rồi phụ giao hàng đâu đó. Đi một vòng thôi thì gia đình chúng ta thấy là hoa là hoa luôn. Nhưng mà đến thời điểm này hiện tại có một điều mà Ly cũng phải lưu ý. Thời điểm hiện tại thì bây giờ là cũng là 9 ngày ngày 10 rồi, và đồng hồ của Ly bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi, nhưng mà các shop hoa thì gần như là còn đầy hết. Tức là những cái bó hoa mà được những cái shop hoa cửa hàng người ta chuẩn bị sẵn, trang trí sẵn đây, nhưng mà còn khá là đầy, tức là cái lượng mua hoa thì nó chưa được nhiều, vẫn còn rất là nhiều, thì chứng tỏ là cái lượng mà tiêu thụ thì nó cũng còn vắng ha, còn ít. Cái shop hoa gần như là còn đầy hết, nguyên hết, chưa mất dấu một cái chỗ nào hết, nguyên cái sạp luôn, gần như là có người mua thì cái đó nó sẽ trống một vài chỗ trong sạp, nhưng mà gần như là thấy đầy đầy hết luôn. Đây thì giao dịch ha, nhộn nhịp quá trời luôn. Những ngày như thế này, ngày này thì mình thấy gần như là chợ hoa Hồ Thị Kỷ là sống lại đó. Chứ thường ngày thì đi ngang gần như là nó vắng lặng như tờ, ảm đạm lắm. Bán hoa thì thật sự mà nói thì cũng mong chờ vào những ngày lễ này thôi. Đây, ở đây thì những ngày lễ thì cái lượng hoa về rất là nhiều, từ Đà Lạt về nè, rồi miền Tây lên nữa. Miền Tây bây giờ thì cũng trồng được hoa đó, thì nhộn nhịp luôn ha. Đó thì nhìn thấy là cửa hàng nào là cũng chuẩn bị rất là nhiều hàng, mặt hàng để cho ngày hôm nay. Thì hôm nay thì cũng là một ngày đẹp nha, ngày mùng 6 âm lịch nè, 20 tháng 10, nhưng mà đồng thời ngày âm thì cũng ngày là mùng 6, một ngày rất là đẹp, một ngày rất là vui tươi. Ở đây thì nhiều hoa quá. Ở đây thì có thấy có du khách nước ngoài đấy, người ta cũng đến tham quan ngay cái chợ hoa Hồ Thị Kỷ này. Đây cũng là một cái gọi là những cái hình ảnh là hiếm thấy, tại vì khách nước ngoài mà đa số đến khu vực này chợ hoa Hồ Thị Kỷ là chỉ đến buổi tối thôi. Đây buổi tối ở đây thì có chợ khu ẩm thực nữa, chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ thì hoạt động về ban đêm để kết hợp với tham quan chợ hoa luôn. Thì bán từ trong ra ngoài luôn ha, từ ngoài vô trong đó, đi ra đây để gia đình chúng ta nhìn thấy hết ha. Rồi đi sẽ quay lại rẽ vô hẻm để gia đình chúng ta đi. Phía này là phía ngoài đây, phía ngoài đầu đường của Lê Hồng Phong đây đó, thì hướng Lê Hồng Phong rẽ vào chỗ Hồ Thị Kỷ đi. Gia đình chúng ta nhìn thấy là ngút ngàn là hoa luôn ha, hoa là hoa luôn đó. Thì tranh thủ ngay chỗ đầu chợ này thì người ta bán nhộn nhịp hơn, tại vì khi mà xe mà vừa rẽ vào Hồ Thị Kỷ từ Lý Thái Tổ rẽ vào thì sẽ tiện hơn, dễ mua hơn đó. Thì xếp cả đường luôn, gia đình mình thấy là phía trước này đang bán cũng nhộn nhịp luôn nè đó. Thì hiện tại thì lượng xe khu vực này cũng khá là đông đó, quá trời. Thì cũng có người lựa, nhưng mà để ý một điều là người đi xem và người lựa thì nhiều, tại vì trên đường cả từ đầu đường tới cuối đường luôn, Hồ Thị Kỷ chợ hoa này thì mình thấy là rất ít có một cái khoảng hoa nào được cầm ra khỏi cửa hàng. Mặc dù mình thấy rất là nhiều người đến tham quan, đến hỏi giá, nhưng mà còn người mua thì cái lượng mua thì đi từ đầu chợ đến cuối chợ luôn thì ghi thấy là rất là ít. Rất là ít anh chị nào mà cầm cái lẵng hoa, cầm cái lẵng hoa mà đi gọi là khỏi cái chợ hết. Đây có mà anh chở hai đó hoa đây, hai bình hoa luôn đó, thì hiếm ha. Gia đình chúng ta thấy nhìn để ý trong chợ ít ai mà cầm hoa ra đi hết, tức là người ta đi vào tham quan thôi, chứ còn cái quyết định mua là hình gần như là ít, cái quyết định mua người ta chưa có nhiều. Chính vì vậy mà
thấy người đông, thấy hoa nhiều, nhưng mà cái lượng mà để bán ra, để những cái bình hoa được vận chuyển đi thì đó hoa được vận chuyển đi thì tôi thấy rất là vắng. Đây, những cái xe mà rau củ quả như thế này đi, trứng là đủ hết đây, nhưng mà hiện tại thì cũng khá là vắng ha. Bây giờ thì kinh doanh buôn bán tất cả luôn gần như là chậm, phải nói là chậm đều luôn. Thì đi sẽ đi vào trong này, đây là hẻm này là ban đêm, đây là khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đây. Thì những cái xe này thì ban đêm người ta bán ẩm thực đây, cho nên là gia đình chúng ta thấy là rất là nhiều xe ha, đã dựng ở đây. Rồi ban ngày thì ở đây thì người ta cũng bán cái chợ cho bà con, gọi là đi chợ mua đồ về nấu ăn, thì bán rau củ quả thịt đồ đây ở phía trước này đó. Thì nguyên con đường này đây, cái đường hẻm này thì ban đêm là khu phố ẩm thực và rất là nhộn nhịp đó, những cái xe mà ta chùm lại hết này đó, rất là nhiều luôn ha, coi như là bán bít hết con đường này luôn bà. Chạy bên đây thì thấy có quán bánh canh nè, bánh chén đồ khu này đó. Thì xích tới đây nữa thì bắt đầu gia đình chúng ta cảm nhận được là cái chợ sáng rồi. Đây là hình thành cả chợ sáng và cái phố ẩm thực ban đêm luôn, rất là hay ở trong cái con hẻm như thế này đó. Rau củ quả đồ này đồng giá 10.000 kẹp mốc rồi này. Áo thì ba áo 100, giá nó mềm như thế đó, nhưng mà cái lượng khách vào gia đình chúng ta thấy ít đó. Người mà đi vào mua thì quá ít, như là le hoe đó thì cầm chừng thôi. Chợ bán bây giờ là nguyên một cái sạp thịt của chị nó còn đầy hết luôn, quá trời luôn cái sạp thịt của chị đó. Nên nhà mình thấy là cần đầy nguyên luôn ha, quá trời. Phải nói bây giờ buôn bán thì cái gì nó cũng chậm hết. Bây giờ mà còn nguyên cái một sạp thịt đi nguyên như thế này thì cũng rất là căng đó. Thì vào đây thì người vào gọi người đi chợ thì thấy nhiều đấy, cũng gọi là tương đối, nhưng mà mua là không thấy, tại vì không thấy cầm gì trên tay hết, chỉ có đi thôi. Và nếu mà có người cầm thì cầm một cái bịch nhỏ ha, mua rất là ít đó. Thì những cái sạp rau và những cái sạp thịt bây giờ là nhà mình thấy còn đầy hết, đầy mâm hết luôn rồi. Rất là căng luôn ha đó. Bán bây giờ là bán rất là chậm. Thịt là cái lượng mà tiêu thụ là lượng thịt heo là chiếm gọi là 70%, và thịt gà là chiếm 20%, còn lại là tất cả các loại thịt khác. Mà thịt heo bây giờ cũng ế luôn, kể cả những cái rau gỗ rau cả nhà mình nhìn thấy như còn đầy hết luôn, chưa có giật gì hết. Bây giờ là 9 giờ rồi mà đồ rồi còn nguyên, bán không được, rất là chậm luôn. Tình hình thì bây giờ phải nói là kinh doanh buôn bán thì cực kỳ khó khăn, khó khăn cả kể cho người bán, kể cả cho người mua. Người mua thì không có tiền, còn người bán thì lại không có vắng người mua, cho nên là gần như là bây giờ là ở chung một cái hoàn cảnh là phải bó tay, gọi là chịu bó tay chung luôn đó. Thì để đi sẽ đi thêm một đoạn nữa cho cả nhà mình thấy đây, như là đây là cái quầy trái cây đây. Đó, quá trời luôn, thấy không, trái cây rất là tươi ngon ha, mận nè, ổi nè, ruột đỏ nè, nho nè, nhưng mà còn yên nguyên hết. Đây cái sạp thịt của chị quá trời luôn, cả nhà mình nhìn thấy không, quá trời luôn đó. Thì tất cả bây giờ là gần như là bán rất là chậm, là còn nguyên hết như thế này đó. Thì để cái mâm trái cây đồ gần như là tất cả, như là hiện tại là bán gọi là không chạy nổi hàng, đầy hết như thế này luôn. Cho nên là bây giờ thì tình hình cũng rất là căng, buôn bán như thế này thì không biết phải làm sao nữa. Đây là khu vực này thì để đi sẽ vòng ra ha, vòng ra ra đây cũng có tiệm vàng rồi đây, nhưng mà vắng lắm. Gần như là tất cả đây thì người ta còn gọi ở đây là cái chợ Campuchia đó, tức là những cái hàng khô cá mắm đồ Campuchia thì người ta cũng nhập về rất là nhiều. Mà hiện tại thì người tiêu dùng gần như là lúc trước thì người ta rất là thích thú, nhưng mà hiện tại thì gần như người ta cũng làm ngơ với cái khu vực gọi là chợ Campuchia này đó. Thì đi một cái vòng chợ
Hồ Thị Kỷ cũng như là cái chợ bán đồ ăn buổi sáng thì hình thành gia đình chúng ta có thể là quan sát hết cái khu vực này thì tình hình kinh doanh rõ ràng là ảm đạm, kể cả những ngày hôm như năm nay là ngày lễ thôi, nhưng mà gần như là buôn bán thì không được gì hết, quá chậm. Hoa thì trùng trùng đẹp đẹp như thế này, nhưng mà cô ơi, trùng trùng đẹp đẹp như thế này nhưng mà không thấy người đi hoa, lại xem hoa rất là nhiều, nhưng ở đây lại không thấy một cái đóa hoa nào mà rời khỏi cửa hàng hết. Tức là người ta xem thôi, cái lượng mua rất là ít đó. Khi mà người ta đến xem rồi, trên nhìn trên đường đi thì phải có người chở hoa ra khỏi cửa hàng chứ, mà không có người chở hoa khỏi cửa hàng luôn. Lâu lâu mới thấy một hai đóa hoa được chở ra khỏi cửa hàng. Thì vào buổi sáng này thì gia đình chúng ta thấy người ta có tặng hoa thì phải tặng buổi sáng này, buổi chiều thì nó cũng ít rồi, nhưng mà nhìn thấy đó chậm, rất là chậm luôn ha. Hàng hóa bây giờ thì kể cả ngày lễ đây thì bây giờ thì nhiều gia đình thì hoàn cảnh bây giờ cũng khó khăn và cũng rất là thực dụng. Thay vì tặng một đóa hoa mấy trăm ngàn rồi để mấy bữa sau nó héo dục cũng không làm gì, thì thay đó thì sẽ tặng mua cái gì đó để nấu cho gia đình ăn, mua cái món quà gì đó thiết thực hơn, một chiếc nhẫn vàng hay cái gì đó để mà vừa là tặng làm kỷ niệm nhưng mà vừa làm của luôn, nó sẽ thiết thực hơn nhiều. Cho nên là chính vì vậy mà bây giờ thì thắt lưng buộc bụng, cho nên là những cái hàng như là hoa này thì sớm nở chiều tàn như thế này thì cũng ít được các anh chọn lựa đó. Thì ra đây ngay con đoạn này thì ngay chỗ đường Trần Phú đây, Trần Phú đoạn một chiều này, nhưng mà hiện tại thì hai bên đường thì khủng khiếp luôn cả nhà ơi, như là kinh doanh đây thì hai bên đường đóng cửa gần hết luôn rồi, quá trời te thua tơi tả luôn rồi đó. Thì bây giờ mà nhìn hai bên đường đây nè, mặt tiền kinh doanh mà khu vực này quá cực kỳ sầm uất luôn, mà giờ đóng cửa gần hết luôn rồi. Nhìn quá trời đóng cửa luôn, kể cả những cái về điện thoại nè, ngày xưa thì cũng rất là sầm uất rồi, nhưng mà bây giờ thì cũng thua luôn, gần như là bây giờ là cái gì cũng chậm hết đó. Thì để đi sẽ đi thẳng xuống luôn ha, thẳng xuống luôn đây ngã tư của Hùng Vương và Lê Hồng Phong, thì chạy xuống đoạn này nữa thì gia đình chúng ta thấy là bún bò Huế Nhân Chí ngày xưa thì rất là nổi tiếng nè, đông khách vào ăn và một cái tô nó rất là bự và thịt ăn không hết luôn. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu là người ta nghiệm ra một điều là một cái giò nó bự quá, cho nên là người ta nghiệm ra một điều để đồ đông lạnh, thịt heo nhập, cho nên không phải thịt tươi nóng nữa, nên là ta cũng không có chuộng nữa. Đây thì hai bên thì thấy đóng cửa quá trời. Bây giờ càng về cuối năm thì cái tình kinh doanh càng ngày thì càng ảm đạm hơn. Tất cả cửa hàng gần như là phá sản dần hết rồi. Chưa thấy một cái sự gọi là sinh khí sôi động lên. Mà đa số ở đây thì ghi nhận thấy một điều là gần như là phá sản hết. Đó, thì rất là chậm luôn. Thì clip của Ri thì đến đây thì cũng đã tham quan toàn bộ chợ Hoa Hồ Thị Kỷ rồi. Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.